Amita TV chúc các bạn năm mới vạn sự như ý. Nhấn đăng ký ủng hộ kênh nha các bạn. Không biết Đạt có sàm sỡ cô gái không, nhưng cô ta đã tát thẳng mặt Đạt và clip còn bị đăng lên mạng gây xôn xao. Trong chương trình giao lưu văn nghệ quần chúng, Đạt, Mạnh Hưng, cán bộ văn hóa xã, bỗng dưng bị một cô gái trẻ quay lại mắng chửi thẳng vào mặt vì sàm sỡ cô ta. Đạt nói cô gái vu oan giá họa, nhưng cô ta vẫn tát thẳng mặt Đạt trước mặt đông đảo mọi người. Cũng vì vụ này mà Son, Kim Oanh, vợ của Đạt rất đau đầu. Cô tin chồng và tìm cách bảo vệ danh dự cho chồng, nhưng clip đã bị đăng lên mạng. Người ta sẽ lợi dụng câu chuyện này để hạ bệ Đạt, nhất là trong thời điểm Đạt đang được đề bạt. Dù mới có hơn 100 người xem clip mới đăng lên, nhưng điều nguy hại nằm ở tiêu đề của clip, cán bộ văn hóa xã quấy rối phụ nữ ngay tại sự kiện văn hóa. Liệu bây giờ vợ chồng Đạt, Son phải làm sao để minh oan? Thấy con trai cả giúp đỡ cô bán hàng nước, ông Công mừng ra mặt, chỉ mong con có thể mở lời làm quen với người ta. Tơ, Lương Thanh là cô gái xinh xắn, hiền lành. Tơ bán xe nước dạo ở phố Nhà Tố, nghệ sĩ ưu tú Bùi Như Lai. Xe đầy hàng nước của Tơ không may bị đổ, trái cây lăn tung tóe. Trong khi cô đang loay hoay không biết xoay sở ra sao với chiếc xe nặng thì Tố sửa xe gần đó đã chạy tới giúp đỡ. Tố không nói không rằng dựng xe nước lên giúp Tơ, rồi quay về tiếp tục công việc sửa xe. Tơ muốn mời anh một cốc cà phê cảm ơn, nhưng Tố phũ phàng trả lời, thôi khỏi đi. Tố thất bại ở cuộc hôn nhân đầu tiên nên anh hận và xa lánh đàn bà. Nhìn cậu con trai cả ế vợ của mình giúp đỡ Tơ, ông Công, nghệ sĩ nhân dân Quốc Trị khấp khởi mừng, hai đứa nói chuyện gì mà lâu thế. Thấy Tố thờ, ông Công khuyên con trai trong lúc giúp người ta cũng hỏi thăm làm quen vài câu, chẳng gì cũng là hàng xóm láng giềng. Ông buồn vì con trai lúc nào cũng câm như hến. Vấn đề của Đạt đã khiến ông Công phải triệu tập một cuộc họp gấp. Đạt, Mạnh Hưng bị tung clip Tố sàm sỡ cô gái trẻ ở sự kiện giao lưu văn nghệ quần chúng của xã. Vì clip bị tung lên mạng nên thông tin loan đi nhanh chóng. Danh, anh Vũ, em trai của Đạt, cũng biết chuyện này. Vừa gặp anh trai ở cổng, Danh đã trêu ghẹo anh, gặp cái hạn lớn thế mà chả bảo thằng em một câu gì cả. Vì chuyện này của Đạt mà ông Công, nghệ sĩ nhân dân Quốc Trị phải tổ chức họp gia đình. Danh nói có đứa bạn làm luật sư, anh sẽ bảo bạn xử lý việc này cho Đạt. Tuy nhiên, Đạt tự tin rắc rối của mình thì đã có cơ quan giải quyết. Tuy nhiên, Danh thì nghĩ khác. Anh cho rằng việc của mình thì mình lo, không nên chủ quan. Mà em lạ gì cái cách làm việc quan liêu tắc trách của mấy ông nhà nước, Danh nói. Kamita TV chúc các bạn năm mới vạn sự như ý. Nhấn đăng ký ủng hộ kênh nha các bạn.